U20 Việt Nam thắng Palestine 2-0. U20 Việt Nam ra sân với nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận lượt đi hôm 3 tháng 9. Sự xuất hiện của các cầu thủ mới lên bổ sung như Đinh Xuân Tiến, Bùi Vĩ Hào, Hồ Văn Cường đang đá ở V-League hay tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ghi 10 bàn ở giải hạng nhất giúp U20 Việt Nam áp đảo Palestine. Sau 90 phút, U20 Việt Nam thắng chung cuộc 2-0 nhờ hai bàn của đội trưởng Khuất Văn Khang và Nguyễn Thanh Nhàn ở trận trước. Văn Khang và đồng đội cũng chơi áp đảo đối thủ nhưng kém may ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Nhằm phục vụ công tác chuyên môn, trận đấu giao hữu lượt về giữa hai đội diễn ra trong điều kiện không khán giả, U20 Palestine cũng đã được bổ sung một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Với U20 Việt Nam, đây nhiều khả năng sẽ là bộ khung chính của đội tại vòng loại U20 châu Á 2023. Sau trận này, U20 Việt Nam sẽ di chuyển vào Bình Dương vào ngày 9 tháng 9 để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị bay sang Indonesia tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 từ ngày 12 tháng 9. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!